Thực hiện kế hoạch số 119 ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc kiểm tra, việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao và công tác cải cách hành chính, ngày 3 tháng 10, đoàn kiểm tra số 2 của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thực hiện kiểm tra tại hai xã Cù Vân và xã Mỹ Yên của huyện Đại Từ. Theo báo cáo, thời gian qua, hai địa phương đã quán triệt, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ mà cấp trên giao, xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã theo quy định, giúp người dân tiếp cận, tra cứu thuận lợi, dễ dàng. Bên cạnh đó, công tác cải cách chế độ công vụ, công tác cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử tiếp tục được địa phương quan tâm thực hiện. Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã trực tiếp trao đổi, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính tại hai địa phương. Toàn bộ các góp ý, đánh giá của các thành viên trong đoàn đối với hai địa phương sẽ được tổng hợp, báo cáo tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ tới đây. Qua đó góp phần cùng địa phương tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.